Rồi, nêu thêm ví dụ về phân tử có liên kết cộng giá trị không phân cực và liên kết cộng giá trị phân cực. Tức là mình nêu ví dụ thêm thôi, viết công thức Lớp tròn của chúng để minh họa. Rồi ok ha, tôi sẽ vẽ, giờ chắc đo đi. Rồi sẽ mình vẽ ra ha. Nếu ví dụ cái phân tử liên kết cộng giá trị rồi, ok ha, bên chỗ mà không phân cực á, không phân cực đúng không? Không phân cực thì ghi tắt như vậy, còn bên chỗ bên đây bên phải chúng ta thì là có phân cực đúng không? Liên kết cộng giá trị phân cực. Liên kết cộng giá trị phân cực là BC ha, ghi tắt như vậy. Rồi phân cực là BC. Rồi bên chỗ không phân cực á, thì tôi cho một thằng ví dụ như là thằng F đi, F2 được ha. Tôi có dẫn trong ví dụ của mình. Còn bên liên kết cộng giá trị phân cực á, thì thầy dẫn một thằng chính là ông H2O điển hình luôn. Nhưng mà rồi ok. Rồi được chưa? Sau đó chúng ta cho ví dụ thôi. Rất là dễ, nêu ví dụ nè, thì nêu thêm ví dụ thôi rồi viết không thể cho. Rồi F thì chúng ta tra bản thống tuần hoàn thì mình biết được là nó có 7 lớp trong lớp ngoài cùng. Được ha. Này thì viết nhanh ra cũng được. 1x2, 2x2 và 2B5, 2x5 bằng 7, 7 lớp tròn lớp ngoài cùng, được chưa? Thì nó có 7 lớp tròn lớp ngoài cùng, do đó khi chúng ta vẽ công thức lớp tròn thì mình vẽ F như vậy. F ha, thì lúc này thằng F á, nó F bên trái sẽ có một thằng tương xứng là F bên phải, đúng chưa? F bên phải, thôi F bên trái viết bằng viết xanh cho chúng ta dễ nhìn ha. Thì chúng ta có thằng F nè, được chưa? Thì F này nó có tổng cộng là 7 lớp tròn lớp ngoài cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi tương tự thằng F bên phải cũng vậy ha, nó có tổng cộng là 7 lớp tròn lớp ngoài cùng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lúc này thì rõ ràng các bạn nhìn thấy đúng không? Nó có xu hướng đã dùng chung với nhau hai lớp tròn này thấy không? À, đây chính là hai lớp tròn dùng chung của nó đây. Thì khi có hai lớp tròn dùng chung kiểu này rồi thì chúng ta đã có được một cái công thức Lewis gọi là công thức cấu tạo. Nhưng mà đề yêu cầu mình là viết công thức trong của chúng minh họa thôi. Thì viết tới đây là đủ rồi, tôi giữ cái vòng tròn đen lại để chúng ta thấy sự quan trọng của nó nha. Rồi xong rồi đấy. Thật ra lúc mình ghi vào tập thì không có cái vòng tròn, không có cái vòng tròn đen này ha. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ để vòng tròn đen để cho các bạn nhìn. Rồi ở trong chỗ H2O tương tự, giờ tôi vẽ như thế này. Bên H2O thì chúng ta sẽ có thằng oxygen. Oxygen thì nó có được là 8 lớp tròn, oxygen 6 lớp tròn lớp ngoài cùng ha. Oxygen có 6 lớp tròn lớp ngoài cùng, thầy vẽ bằng viết đỏ nha. Oxygen có 6 lớp tròn lớp ngoài cùng. Rồi tương tự H. Mỗi thằng H ở đây thì nó cũng có một lớp tròn ở lớp ngoài cùng luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ bố trí và chúng ta sẽ vẽ vào. Ví dụ như là đối với oxygen thì có 8 lớp tròn lớp ngoài. Ngoài 6 lớp tròn lớp ngoài cùng. Có 6 lớp tròn lớp ngoài cùng. Được ha. 1 2 nè. 3 nè, 4 nè, được chưa? 3, 5 nè, 6 nè. Tương tự H khác nó cũng có một lớp tròn lớp ngoài cùng luôn. Đấy, thì lúc này chúng ta thấy có sự thỏa mãn của chúng rồi đúng không? Khi mà đứng gần như vậy, nó thấy chưa? Mỗi thằng sẽ đóng góp hai lớp tròn. Mỗi thằng sẽ đóng góp một lớp tròn chứ. Mỗi thằng đóng góp H đóng góp một lớp tròn màu xanh. Oxygen đóng góp một lớp tròn màu đỏ ở vòng tròn đen thứ nhất và tương tự như vậy ở vòng tròn đen thứ hai. Cũng tương tự như thế để hình thành nên 8 e bình vững đối với oxygen và 2 e bình vững đối với hydrogen. 2 e bình vững vẫn là thuộc về quy tắc bất tử nha. Đây quy tắc bất tử thỏa mãn đây, 8 e lớp tròn đối với oxygen và 2 lớp tròn đối với H. Thấy rõ nha. Đây mỗi H luôn, H trái H phải đều thỏa mãn hết. Rồi chấm hết thì chúng ta đã có được cái công thức electron của H2O và tương tự là công thức electron của thằng F2. Rồi, lưu ý nha, tôi nhắc lại lần nữa nha, những cái vòng tròn đen này thì chúng ta có thể bỏ nha. Lúc mà mình ghi vào tập thì mình không được quyền ghi vòng tròn đen này. Tôi ghi như vậy để cho nó quan trọng mà. Thôi tôi bỏ đi, thôi các bạn ghi lộn mà nó chết luôn. Rồi xong rồi đấy, chúng ta đã có. Ở đây có một cái thú vị nữa thầy nói thêm chỗ này đó là cái chỗ mà oxygen thì mình thấy ở đây là cái thằng oxygen thấy không? Cái cặp E dùng chung chỗ này này thấy không? Của H và O này đúng không? Nó lệch về phía một phần của oxygen. Các bạn thấy không? Nó hơi kéo lệch một phần về phía của oxygen, tức là nó nghiêng về phía cho oxygen chứ không phải nằm ở H. Tại vì cái độ ôm điện của oxygen nó mạnh hơn. Do đó nó sẽ hút electron cái cặp E dùng chung về. Nó hút cái hai cặp E dùng chung này nè, nút hai cặp E dùng chung này về phía bên chỗ của oxygen, tại vì độ ôm điện nó lớn hơn của H mà. Còn H thì là thằng bánh bèo đây, độ ôm điện nó thấp hơn, do đó nó phải chấp nhận là nó xài chung electron với thằng O, nhưng mà nó phải hiểu là electron này á nó nghiêng lệch về phía của O chứ không phải nghiêng lệch về phía H. Tại vì H là nó củ chuối hơn, nó củ bóc hơn nên nó không có giữ được E. Nó lệch về phía một phần của oxygen. Rồi vậy thôi. Giống như tôi hay ví dụ một cái chuyện cây viết kiểu như viết mực viết xanh vậy đó. Ví dụ như bạn có một cây viết chì. Sau đó viết chì chứ tưởng giờ bạn các bạn có một cây viết chì. Được ha. Còn bạn của mình thì có một cái cục gom đúng không? Thì bắt buộc khi sử dụng viết chì thì phải có xài cục gom đúng chưa? Nhưng mà cái đứa xài viết chì nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Hiểu tôi nói không? Cái đứa xài viết chì sẽ chiếm ưu thế hơn, tại vì các bạn viết chì các bạn mới được xài gom. Kiểu như vậy. Tức là ở đây hai đứa xài chung với nhau một cây viết chì và một cây cục gom đúng không? Thì bạn mình là mình xài cái viết chì, còn cái đứa kia nó xài cục gom. Thì lúc này viết chì nó sẽ chiếm ưu thế hơn, thì oxygen nó đóng vai trò là một đứa xài viết chì đó, thì nó sẽ chiếm ưu thế hơn so với cái cục gom. Nhưng mà viết chì cục gom vẫn là của chung nha, vẫn là xài chung, là hai đứa cùng đóng góp với nhau để sử dụng chung đấy, kiểu như thế. Rồi ok, có rất nhiều ví dụ các bạn lên Google các bạn tra nha. Rồi xong chấm hết.